Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trân trọng kính chào quý khán thính giả của Bồ Đề Phật Quốc TV. Trân trọng kính chào tất cả quý vị mạnh thường quân đang yểm trợ cho chương trình góp một bàn tay xây trường đại học hôm nay. Thưa liệt quý vị, sau 3 tuần nhóm thợ chuyên về gỗ và frame của Đại học Sakya Buddha của chúng ta đã hoàn thành một cách rất là xuất sắc và chuyên nghiệp. Và các vị thấy ở tại quận Cam này, chúng ta có thể thấy rằng chưa thấy một cái nhóm thợ nào mà làm việc chuyên nghiệp và nhanh chóng như vậy trong vòng có 3 tuần thôi. Với một cái công trình đồ sộ như thế này lại được hoàn thiện một cách rất là ngoạn mục và mọi người rất là vui vẻ. Và hôm nay chúng tôi lại một lần nữa trân trọng giới thiệu với các vị để chúng ta theo dõi liên tục cái tiến trình của công chuyện xây dựng trường Đại học Sakya Buddha của chúng ta. Đây chính là cái phần mà chúng ta xem như là một cái nhà ăn, xa kia là một cái phần nhà bếp, và tiếp theo nữa là những cái hệ thống của sinh hoạt tối thiểu ở trong một cái chương trình. Và tất nhiên chúng ta sẽ sử dụng nhiều cách khác nhau, ví dụ như chúng ta phải làm như vậy trước rồi chi để chúng ta chuyển chánh điện đến đây, và chúng ta sẽ sinh hoạt tạm thời ở đây một thời gian. Trong thời gian chúng ta hoàn thiện công đoạn lần thứ hai, đó chính là những cái phòng học, phòng tivi, phòng giáo sư và những cái phòng hội thảo để chúng ta tiếp nối với cái chương trình một cách điều đặn như vậy. Đặc biệt là mọi công trình diễn ra không có ảnh hưởng một chút nào đối với cái quá trình sinh hoạt và học tập của tất cả học viên ở tại đây. A Di Đà Phật. Giờ đây chúng tôi xin mời các vị theo chúng tôi bước lên cầu thang để chúng ta lên ở tầng trên. A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, giờ đây chúng ta bước lên tầng thứ hai của công trình đang xây dựng. Ở trong tầng này chúng ta có hết thảy 14 căn phòng, và theo kế hoạch của chúng tôi thì 14 căn phòng này chúng ta có thể sử dụng nhiều cái chức năng đa dạng. Chẳng hạn như chúng ta có thể mở ra những khóa thiền, mỗi khóa như vậy chẳng hạn như là 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, và mỗi khóa như vậy chúng ta hoàn toàn phục vụ miễn phí cho tất cả quý Phật tử, tất cả những ai thấy mình mệt mỏi ở trong cuộc sống, cần có sự an trú nghỉ ngơi, thì đây chính là một cái không gian lý tưởng và cần thiết cho các vị. Tất nhiên chúng tôi không có dừng lại ở chỗ thiền tập, và mà tất cả những Phật tử nào chuyên về niệm Phật, chuyên về mật tông, tất cả những cái pháp môn ở trong Phật giáo, thì chúng tôi đều có đầy đủ phương tiện để mà hỗ trợ giúp đỡ cho các vị được thành tựu cái sở nguyện của mình. Và như đây chúng ta thấy công trình xây dựng rất là rõ ràng, và không gian này chúng tôi xem lại không gian có thể ngồi tập trung, và đến đây có thể là một cái tượng Phật nhỏ nhỏ để chúng ta chiêm bái. Và hành lang này, lối hành lang này tuy nó sử dụng hành lang là đi chính, nhưng mà chúng ta trong khi tu tập thì có thể dùng thành cái lối đi kinh hành, do vậy cho nên nó rất là tiện lợi. Và ở trong mỗi phòng thì chúng tôi đều có một cái xin nước riêng, và do vậy cho nên chúng ta sinh hoạt rất là lịch sự. Những cái vị lớn tuổi thì ở trong phòng có cái râm riêng, còn nếu như mà Phật tử nào còn trẻ thoải mái thì chúng ta có thể là sử dụng cái phòng vệ sinh chung. Như vậy thì thưa quý vị, chúng ta làm như vậy là để thực hiện cái chức năng đáp ứng đầy đủ mọi cái phương tiện giúp cho tất cả quý Phật tử xa gần, đặc biệt là quý học viên đang thực tập, đang học giáo pháp ở tại viện đại học Sakya Buddha của chúng ta có cơ hội để mà trải nghiệm tâm linh. Còn ở xa kia thì các vị thấy đó, ở phía xa đó chúng tôi làm có một cái cửa sổ trước tiên là để thông gió, nhưng mà nếu như phần thứ hai của chúng ta thực hiện thì cái cửa sổ đó chúng ta có thể mở ra một cái thông hành, là chúng ta nối với cái tòa nhà thứ hai. Do vậy cho nên mọi việc làm của chúng tôi, cái bước thứ nhất nó làm cái bàn đạp cho bước thứ hai, mà mỗi bước như vậy á, nó hoàn thiện, nó thực hiện một cái chức năng đầy đủ ở trong cái quá trình mà chúng ta giảng dạy Phật pháp ở đây. Đặc biệt thưa liệt quý vị, khi chúng ta đến với Đại học Sakya Buddha thì chúng ta đến với một chương trình trải nghiệm tâm linh mang cái tính là chiêm nghiệm sâu xa giáo pháp của Phật,
Vì vậy cho nên ở trong cái chương trình mà chúng tôi thực tập, mà chúng tôi hướng dẫn ở đây vào tháng 9 này, thì chúng tôi tuyển sinh 3 lớp tiếng Anh để làm nền tảng cho chương trình Master Triết học Phật giáo đầu tiên của người Việt Nam chúng ta tại Hoa Kỳ. Và chúng tôi ở trong công trình này có làm một cái điểm nhấn. Cái điểm nhấn đây là gì? Đây là một cái điểm mà chúng ta có thể là đi lên ở trên lầu 3 để chúng ta thấy nó như một cái dấu nhấn, mặc dầu nó mang cái kiến trúc phương Tây dễ chịu, nhưng nó cũng mang cái màu sắc phương Đông của chúng ta, để chúng ta thấy mình gần gũi và thân thiện với nền Phật giáo Việt Nam. Kính thưa quý vị, đây chính là tầng thứ 3. Tầng này chỉ có tác dụng trang trí mà thôi. Tuy nhiên nó rất là cần thiết, và ở trong cái tầng này nó tạo thành một cái dấu nhấn của nền văn hóa Phật giáo phương Đông, để cho người Việt của chúng ta thấy nó thân thiện và gần gũi. Mà bên cạnh chúng ta đang sử dụng những cái mô hình kiến trúc của phương Tây, và những chất liệu mà chúng tôi làm ở trong cái cầu thang này đều là những cái chất liệu mà chống cháy, cho nên mọi cái chỗ cháy, nhưng mà tại cầu thang này thì nó là một cái lối thoát nếu như chúng ta gặp nguy hiểm. Và ở trong này chúng tôi làm một cái hệ thống chữa lửa, một cái hệ thống phòng cháy chữa cháy đầy đủ, như là những cái như là cái khách sạn nghe thưa được quý vị. Do vậy cho nên chúng tôi tiên liệu những cái rủi ro, và chúng tôi muốn tất cả mọi thứ đều được an toàn. Và tất cả những cái chất liệu này chúng tôi dùng nó có tính cách âm rất là cao, để cho mọi người có thể thực tập thiền tọa mà không có bị phân tâm bởi những tiếng động bên ngoài. Giờ đây chúng tôi xin mời các vị xuống bên dưới nhất để chúng ta nhìn thấy cái tòa tổng quát của công trình, mà chúng ta thấy chỉ có 3 tuần thôi. Chúng tôi đã thực hiện một cái công việc hết sức là ngoạn mục. Giờ đây xin mời các vị chúng ta cùng nhau đi xuống ở bên dưới để chúng ta nhìn thấy tổng quát công trình chúng ta đang thực hiện. A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, đây chính là những hình ảnh mang tính tổng quát của công trình. Và chúng ta nhìn thấy đó, trong vòng có 3 tuần thôi, và từ ở dưới đất mọi thứ nó đã lên hình hài của một cái công trình ban đầu của chúng ta. Phần frame, phần gỗ, mọi thứ đã đều đi vào cái cốt của nó rất là rõ ràng rồi, thưa được quý vị. Và như các vị thấy đó, chúng tôi cách điệu cái hình ảnh của một cái ngôi chùa thân thương của Việt Nam chúng ta với những cái hình dáng như vậy. Và sau này chúng tôi còn phải trang trí thêm nhiều cái hạng mục nữa. Và những công trình như vậy nó sẽ đáp ứng với nhiều cái phương diện đa dạng khác nhau. Cho nên hôm nay chúng tôi cố tình chia sẻ với đại chúng xa gần một cái hình ảnh sau 3 tuần mà chúng ta đã cố gắng hoàn thiện ở tại Đại học Sakya Buddha. Đặc biệt là quý Phật tử ở xa không có điều kiện tới tham quan cũng như là chia sẻ ở tại Bồ Đề Phật Quốc, có thể nắm bắt được công trình này đang diễn ra như thế nào trong một thời gian ngắn, và mọi việc nó đang diễn ra. Và chúng tôi hy vọng làm sao trước Tết âm lịch, thì công trình này nó được hoàn thiện, để sau đó thì chúng tôi tiếp tục với cái phần chính của công trình. Mà từ sáng đây chúng tôi đã tham khảo, đã bàn chuyện với tất cả nhân sự có trách nhiệm trong bản vẽ, rồi bao nhiêu việc phải trải qua nữa, thưa liệu quý vị. Và chúng ta có quyền hy vọng nơi đây trở thành một cái trường đại học Phật giáo đầu tiên của người cộng đồng Việt Nam của chúng ta, đem đến một cái lợi ích bền bỉ lâu dài. Và chúng tôi hy vọng Đại học Sakya Buddha sẽ trở thành một cái phương tiện giữ gìn chánh pháp Như Lai, đem đến hạnh phúc vô tận cho tất cả nhiều thế hệ hiện tại cũng như là tất cả các thế hệ tương lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đại học Sakya Buddha của chúng tôi rất là mong mỏi được tiếp đón cũng như là nhận được những yểm trợ của các vị Phật tử xa gần quan tâm tới nền chánh pháp của Đức Như Lai. Trân trọng cảm ơn các vị đã thương yêu và chia sẻ chương trình này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.